Em hiện tại ấy, em đang rất là vui, em đang có một cuộc sống rất là nhẹ nhàng. Em đang dần hồi phục trong tình yêu. Còn em nghĩ là đến khi nào mà em cảm thấy cái tình yêu này nó đủ lớn, đủ dính dắn, em sẽ chính thức thông báo với mọi người. Thật ra tất cả mọi việc trên cuộc đời này nếu có xảy ra thì là lỗi do mình. Không cần phải bàn cãi nhiều quá, mà cũng không cần phải đổ thừa, là lỗi với em. Còn quá khứ hả? Quá khứ ngủ yên thì mình muốn điều đó, nhưng mà ở ngoài kia họ muốn thì mình không biết. Ở một thời gian dài sau những sóng gió trong tình yêu, Đạt G vừa trở lại âm nhạc với MV Nhấc Tim Anh Lên và EP Vật Lý với tên gọi Tha Tim. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Đạt G cho biết nhờ tình yêu thương của gia đình, bạn bè nên cuộc sống của anh ổn hơn nhiều. Đến hiện tại, nam ca sĩ đã được chữa lành phần nào nên có thể trở lại và tiếp tục sáng tác. Thực ra là nếu để em giới thiệu nhiều về em phải gặp phải chuyện gì và những điều gì em đã từng gặp phải thì em nghĩ cũng không cần phải nói quá nhiều việc em phải gặp phải. Thì trong quá trình đó, hình như là em gần mất hết tất cả mọi thứ. Em mất luôn gần như là sự nghiệp của mình, sức khỏe. Nhưng mà có một thứ em vẫn còn là gia đình, là mọi người nuôi dưỡng cái tâm hồn đó lại cho em một lần nữa. Để em và đồng đội, những người anh em, những người đồng đội, để em có thể được hình thành như ngày hôm nay ổn hơn, tốt hơn, và để dám show off được cho mọi người là tôi có một nỗi buồn như thế này. Theo Đạt G, sau khi gặp phải nhiều chuyện không mong muốn, anh mất một khoảng thời gian dài để hồi phục tâm lý. Nam ca sĩ từng phải ngắt mạng xã hội một thời gian dài để né tránh sự công kích trên mạng. Khác biệt hoàn toàn với hình ảnh và âm nhạc của chính anh trước đây, Đạt G trở lại với hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, chững chạc hơn và sẵn sàng bước vào chuyến phiêu lưu mang tên tình yêu. Khi mà gặp phải một cái sự việc nặng nề như thế, đã nghĩa là không phải mình Đạt mà là ai đó mà gặp phải, thì chúng ta đều nghĩ đến sự việc đó đầu tiên. Và cũng mất khá một thời gian rất là dài để Đạt có thể ok ngồi vào bàn để bắt đầu viết tiếp tục những cái chữ đầu tiên trong trong những cái bài mà mọi người vừa nghe, trong tất cả những bài mà mọi người vừa nghe. Thời gian rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn với Đạt luôn. Nhưng mà và rồi lại là âm nhạc, vẫn là câu chuyện âm nhạc giải cứu mình, cứu rỗi cuộc đời mình, cho mình thêm niềm tin. Dù mình không biết là cái hành trình mình đang làm, cái sự đón nhận, cái sự yêu thương của mọi người có còn ở đó hay không. Cái sự tha thứ thì mình không mong cầu, tại vì mình làm nó để mình biết được là mình vẫn đang sống với điều gì. Từ lúc bắt đầu, từ một cậu bé không có gì trong tay. Nếu mà mọi người biết nhiều hơn về em thì chắc là ngày trước là em là một cậu shipper. Đến tận bây giờ em hình thành dù. Nên đôi khi em nghĩ là thất bại cũng chưa phải là chưa từng thất bại, mà không có gì cũng chưa từng là đâu phải mình có gì nhiều đâu. Có một điều mình vẫn còn thôi là đam mê của mình. Thì em nghĩ là em sẽ chiến đấu với nó đến cùng, sẽ đồng hành cùng nó đến cùng. Để kể câu chuyện của Tha Tim một cách trọn vẹn hơn, bên cạnh MV, Đạt G và ekip còn chuẩn bị một không gian triển lãm ấn tượng với hình ảnh biểu đạt những cảm xúc, giác quan và trải nghiệm cá nhân của chính nam nhạc sĩ. Hiện tại thì mình vẫn nói chuyện được với nó, mình vẫn cảm thấy ổn khi mà mình được chữa lành. Yeah, mình vẫn thấy ổn rồi, hiện tại mình thấy ổn về bản thân mình. Còn quá khứ hả? Quá khứ ngủ yên thì mình muốn điều đó, nhưng mà ở ngoài kia họ muốn thì mình không biết. Có rất là nhiều mũi dao, có rất là nhiều thứ xung quanh mọi lúc. Một thời gian dài Đạt không có đụng chạm mạng xã hội, Đạt chỉ viết nhạc thôi. Và bắt đầu khi mà mình cảm thấy ổn rồi, mình mới đăng những tấm hình nụ cười đầu tiên, những cái gì mình cảm thấy hoạt động mình vui nhất, cái gì mình tốt nhất